Xin chào các khán giả đã quay trở lại cùng với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Câu hỏi rằng đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 116588 TBRI of Tiger đầu tiên tại Việt Nam có gì đặc biệt sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Rolex Cosmograph Daytona 116588 TBR là một trong những mẫu đồng hồ mới được hãng tung ra vào năm 2019. Tuy nhiên, phải một thời gian sau đó thì báo chí mới đề cập tới mẫu đồng hồ này, bởi như chiếc Daytona Rainbow 116595 RB OW và đại đa số những mẫu đồng hồ nạm đá quý của Rolex, Cosmograph Daytona 116588 TBR không hề xuất hiện trên website chính thức của hãng và cũng không được sản xuất đại trà. Chỉ được sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế. Để sở hữu được mẫu đồng hồ này, bạn cần có mối quan hệ bền chặt với các đại lý ủy quyền, uy tín của Rolex hoặc chính hãng, hay tham dự một phiên đấu giá nào đó trên thế giới. Hoặc đơn giản hơn, bạn là Post Malone hay là Adam Levine. Những chiếc đồng hồ Daytona nạm đá quý rất được yêu thích bởi những người sưu tầm đồng hồ, có lẽ nhờ vào thiết kế dị biệt hay vì sự hiếm có của nó. Như chiếc Rolex Daytona Rainbow, nhu cầu cao tới mức tại thị trường thứ cấp, chiếc đồng hồ này có giá bán gấp từ 2 đến 3 lần giá retro. Còn với phiên bản đồng hồ ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu, tuy mới ra trong năm nay, mức giá retro thậm chí còn chưa hề công khai. Tại website Chrono24, mức giá thấp nhất cho mẫu đồng hồ này là 130.000 USD, còn mức giá cao nhất rơi vào khoảng 180.000 USD. Tương tự nhiều mẫu đồng hồ nổi bật, được nhiều fan hâm mộ yêu thích và đặt những nickname thú vị, Rolex Cosmograph Daytona có một biệt danh là Eye of Tiger, tạm dịch là mắt của mãnh hổ. Dĩ nhiên không phải tự nhiên mà có cái biệt danh như vậy. Ví dụ như chiếc GMT Master 2 126710 BLNR có nickname là Batman nhờ vào vành bezel hai màu xanh đen. Còn chiếc GMT Master 2 126710 BLRO có nickname là Pepsi do vành bezel hai màu đỏ xanh thẫm. Hay là chiếc Submariner có nickname là Hook nhờ cả mặt số lẫn vành đều có màu xanh lá. Thì biệt danh Eye of Tiger đã được đặt cho chiếc đồng hồ này nhờ vào mặt số như đang mô phỏng đôi mắt sắc sảo và dũng mãnh của loài vật được mệnh danh là Chúa tể rừng xanh. Mặt số đồng hồ hiện lên với màu đen của sơn mài nhưng lại được nạm thêm 243 viên kim cương. Những dải kim cương uốn lượn mềm mại trên mặt số đan xen với lớp sơn mài tựa như lớp vằn của giá hổ, trong khi ba mặt số phụ lại hiện lên với màu ánh kim tương tự bộ vào khung đồng hồ, điều khiến nó mang biệt danh là Eye of Tiger trong mắt người hâm mộ. Hoàn thiện vẻ đẹp của mặt số đồng hồ Daytona hiện tại là 8 cọc chỉ giờ kim cương đã được bọc vàng, còn cọc số 15, 30, 45 phút lại từ vàng. Tuy nhiên, so với hệ thống vân kim cương xung quanh, các cọc chỉ giờ xung quanh đã bị khuất lẫn và không mấy nổi bật. Nhìn lại lịch sử chế tác của chiếc Rolex 116588 TBR, không phải mẫu đồng hồ đầu tiên mà Rolex sử dụng concept hoang dã. Trước đó thì trong thiết kế của mẫu đồng hồ Daytona 116598 Sarko được tung ra vào năm 2004 đã được phát triển từ hình ảnh của một con báo. Từ mặt số đồng hồ đến dây đeo của chiếc đồng hồ này đều mang vân da báo. Và đó cũng là mẫu đồng hồ Daytona khác biệt sử dụng đá quý làm điểm nhấn. Quay trở lại với mẫu đồng hồ ngày hôm nay, tương tự như phiên bản đồng hồ Daytona khác, Rolex 116588 TBR khoác trong mình bộ vỏ oyster biểu tượng bằng vàng 18K có thể kháng nước ở mức 100m. Bộ vỏ đồng hồ tương tự như trên mẫu đồng hồ Daytona 116518 với các nút bấm và núm điều chỉnh đặt cạnh bên vỏ khung nhưng vành bezel đã thay khác. Thang đo tachymeter như trên 116518 đã được thay bằng 36 viên kim cương ở cỡ 4,58 carat trên chiếc Daytona Eye of Tiger có mặt tại Gia Bảo Luxury. Chiếc đồng hồ này được trang bị dây đeo Oyster Flex màu đen và Rolex cũng sử dụng dây đeo này trên mẫu đồng hồ Jazz Master 42 trong năm nay. Dây Oyster Flex là một loại dây đeo mới mà Rolex tung ra trên mẫu đồng hồ Jazz Master 116655 kể từ năm 2015. Với bề ngoài là cao su màu đen, bên trong là lớp kim loại đặc biệt. Dây đeo này sẽ tự động ôm trọn cổ tay người đeo, khác hẳn với dây đeo cao su thông thường. Và đi kèm với dây đeo đặc biệt này là khóa gập bằng vàng.
thuộc dòng Daytona hiện đại, được cung cấp năng lượng bởi bộ máy tự động 4130 đã được thiết kế, phát triển và sản xuất in-house bởi Rolex. Bộ máy 4130 sử dụng cơ chế bánh xe cột theo phương dọc để tạo ra sự chính xác bền bỉ khi chức năng chronograph được sử dụng. Để tăng khả năng kháng từ, hoạt động ổn định mặc cho nhiệt độ thay đổi, Rolex đã sử dụng hợp kim đặc biệt để tạo nên dây tóc parachrome. Theo tiêu chuẩn Superiority Chronometer mà Rolex áp dụng, mọi bộ máy đồng hồ của hãng bao gồm có caliber 4130 buộc phải đạt chuẩn chính xác trong khi vận hành. Sai số cho phép rơi vào khoảng -2/2 giây trên một ngày. Và khả năng dự trữ năng lượng của mỗi đồng hồ này là 72 giờ đồng hồ. Tóm lại, nếu như bạn yêu thích sự cổ điển trên mẫu đồng hồ Daytona truyền thống thì Rolex Cosmograph Daytona 116588 TBR sẽ khiến bạn phải thất vọng. Sự cổ điển và thể thao đã thực sự bị che lấp bởi sự sang trọng, lấp lánh, điều mà kim cương đã mang lại cho cỗ máy thời gian này. Không biết các khán giả của Gia Bảo Luxury nghĩ sao về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!